Tuần hàng OCOP sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập tại thành phố Đà Nẵng đã chính thức khai mạc sáng nay, ngày 10 tháng 11 và kéo dài đến ngày 13 tháng 11 tại sảnh trước siêu thị M&M Mega Market Đà Nẵng. Tại đây, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cũng đã phát động tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm Đà Nẵng năm 2022. Tuần hàng OCOP sản vật Việt Nam phát triển và hội nhập tại thành phố Đà Nẵng có quy mô 30 gian hàng của các cơ sở doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thương mại đặc trưng trên địa bàn thành phố và một số tỉnh thành phố. Chương trình nhằm triển khai hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng đến với người tiêu dùng và kết nối với hệ thống phân phối trên địa bàn. Và chúng tôi rất là vui mừng với quy mô hạn chế chỉ có 30 gian hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp Đà Nẵng đã tham gia đến 27 gian, điều đó cho thấy doanh nghiệp của chúng ta rất là quan tâm và cũng mong muốn được đưa sản phẩm của mình vào trong các kênh phân phối hiện đại. Và trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp để hoàn thiện các tiêu chí, điều kiện để vào trong kênh siêu thị nhằm phát triển và mở rộng hơn cái việc quảng bá mạnh mẽ đưa các sản phẩm của Đà Nẵng vào hệ thống các siêu thị. Dịp này, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và M&M Mega Market đã ký kết chương trình hợp tác hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP Đà Nẵng vào phân phối tại hệ thống M&M Mega Market. Đây cũng là một trong những nội dung M&M Mega Market thực hiện cam kết kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu đến các khách hàng tiềm năng. Để đạt cái chất lượng ở hôm nay, nói là trong quá trình đó thì sẽ rất cố gắng và nỗ lực cùng với toàn bộ thành viên của xã sản xuất đem lại những sản phẩm và chất lượng đến người tiêu dùng. Hay là xã Đa Tinh Lân đã cung cấp được các cái siêu thị lớn của Đà Nẵng đang quá trình rất thực hiện từng bước đã khắc phục những cái nhược điểm đem đến thuận lợi nhất để cung cấp được đến người tiêu dùng. Cũng trong dịp này, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã phát động tuần lễ khuyến mại kích cầu mua sắm năm 2022, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 11 năm 2022. Đến thời điểm hiện tại, đã có 15 siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố tổ chức khuyến mại kích cầu, giảm giá hơn 4.000 mặt hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó, các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi, các cơ sở kinh doanh cũng tham gia chương trình với nhiều hoạt động khuyến mại, giảm giá, tặng quà cho người tiêu dùng.